Chào tất cả quý vị, anh chị, các bạn. Tôi đang ở không gian cơ sở của người anh em Ngô Được, với một không gian cà phê và nơi giao lưu bonsai. Tôi sẽ chia sẻ một số cái tác phẩm bonsai đến quý vị, anh chị, các bạn. Vâng. Chào các anh nhá. Vâng. Em là bạn của Ngô Được. Vâng. Ngô Được gọi đến làm một số chương trình. Tuyệt vời đấy. Vâng. Các bác ở gần đây à? Chúng em ở thành phố. Nghe nói chúng này đẹp lắm, nên đến tham quan đấy. Vâng vâng. Đẹp. Cây này bộ dăm làm quá kỹ nhỉ. Quá đẹp. Đều đam mê cái cảnh. Bất lá này mà bất từng tí một đấy, từng cành một đấy. Đây là một tác phẩm trực khoảnh. Cây già nu đổi màu, dăm làm kỹ. Đây tôi ghi hình review qua một số cái tác phẩm tại cái không gian cà phê phát của chú Ngô Được. Tôi và chú em Ngô Được thì anh em chúng tôi cũng biết nhau mấy năm nay rồi. Khi mà có làm không gian ở bên Hoàng Diệu đấy, là anh em chúng tôi đã cộng tác làm một số chương trình rồi. Đi qua một số cái tác phẩm đến đây. Các bạn. Nhà các anh có chơi nhiều cây không anh? Dạ, không, em cũng bình thường đấy. Có nhà một ít thôi nhỉ. À, vài cây gọi là chưa có không gian để như này để cà phê. À, anh có sinh hoạt ở câu lạc bộ bonsai không? Vậy em chưa nhỉ. À, thế ạ. Chưa. Vâng. Nhưng mà có đam mê và nhà có chơi cây. Vâng. À. Chơi với anh em nhiều, anh em cây đẹp lắm. Vâng, vậy là vui rồi. Chơi cây tâm hồn thư thái đúng không? Vâng. Còn gì bằng nữa? Vâng. Không đâu bằng cây. Mình nhìn thấy cây là đây có cái gốc này điệu đà nha. Này. Cây điệu đấy, cây này điệu đà đấy. Được, Ngô Được. Anh em tôi biết nhau từ hồi khi mà làm chú ấy làm không gian cà phê nhà cổ ở bên đấy, bên Hoàng Diệu ấy. Mình ở Bách Thuận, mình là nhà vườn Thuận Vi. Anh Ngoài gần nhà. Anh Ngoài đại thế Vân Tùng đi. Anh Ngoài vào Hiệp Hòa không? Hiệp Hòa, nhà anh Bình nhá. Chú Bình ấy. Nhà anh Bình làm phim rồi. Rồi, Bình Nhân Sự. Anh Bình nhà cổ thế. À thế à? Anh Ngoài là bạn thân của em. Thế thì hỏi câu chuyện loanh quanh toàn người biết nhau nhỉ? Ủa, và trước vòng quanh Việt Nam là có không gian của nhà anh Bình. Tớ quay cách đây mấy năm rồi. Biết rồi, đợt đấy có một mới bắn lên có một lần. Cách đây khoảng 2 năm rồi. À thế à? Đấy. Anh Bình bên này chỗ anh Sự ở Hiệp Hòa đấy. Ông thì hôm ngoài kia có Trương với Vinh ở biết không? Không gian ở cà phê Pháp của chú Ngô Được thì giới thiệu với quý vị, anh chị, các bạn thì những cái cây nhỏ nhỏ đưa về đây chủ yếu là để làm một cái tăng thêm cái không gian cho nó đẹp, một cái mô hình mà để anh em đến uống cà phê và ngắm bonsai đàm đạo về các tác phẩm cây cảnh nghệ thuật. Đấy, mô hình này thì cũng rất nhiều nơi làm rồi. Nhưng mà phải nói là nhỏ nhỏ xinh xinh cũng vui. Anh em mà yêu cây vừa đến uống cà phê vừa ngắm không gian này quá hợp lý. Các bạn thấy là năm trước đấy, như trên kênh truyền thông nghệ thuật và bonsai đấy, thì bạn Hoàng Lịch Thiệp bạn mở trung tâm live stream và cũng là kết hợp cùng với lại một nhà vườn để mở không gian cà phê cây cảnh ấy. Hợp lý đúng không? Đấy, mô hình này tại Thái Bình là cũng xuất hiện một số cơ sở rồi. Như em Ngô Được thì
Em ấy đã định hình cái mô hình này làm từ 2 năm trước, khi mà tôi đã review một cái không gian nhà cổ và cây cảnh tại Biên Hoàng Diệu. Thì lúc đấy là tôi lại không phát ở trên kênh Bonsai Cây Cảnh, mà tôi lại đăng ở trên kênh Làng Việt Cổ. Và bây giờ là nó là kênh Vòng Quanh Việt Nam đấy. Thì các bạn có thể tìm lại thông tin cái không gian video đấy, hoặc là bạn nào quan tâm tôi lấy gửi lại hình ảnh cho các bạn xem. Những cây nhỏ nhỏ xinh xinh cũng đẹp. Cây mini nên là gia chủ rất cẩn thận là khóa lại mỗi cây, hầu như là những cái cây đẹp là cho một cái xích. Đây có cây hoa giấy này các bạn, cây hoa giấy. Giấy này hết mùa hoa rồi. Cây cây này đẹp nha. Chặt đi. Tùng La Hán nha anh em. Này ngắm cây hoa giấy này anh em này, tôi thấy có cây hoa giấy rất điệu này, cũng thay dư tây rủ nhiều điệu đà ấy. Cận cảnh nhé, xem cái đường chạy của tay, của thân, của tay, của cành này. Cũng bẻ dọc vài đường mùa hoa này nó là tương đối nhìn ổn đấy. Đấy, nhỏ xinh, không gian đẹp.
cả đôi luôn nhé các bạn ơi. Đây là trong khu vực không gian ở phía Pháp là có 4 cây hoa giấy. Nên đôi này là đôi tầm trung này, vừa tầm này. Cây này bông tay cũng đẹp này. Rừng thân phóng hay vậy. Không gian thu nhỏ, tôi lấy bóng hình từ trên cao này các bạn. Vâng, thưa quý vị anh chị các bạn, nếu quý vị anh chị có thời gian thì xin mời đến với không gian cà phê bonsai, cà phê Pháp ở địa chỉ đường số 7 đối diện với lại cổng chính công an tỉnh Thái Bình, thì là vị trí rất dễ tìm. Thì đến đây các bạn sẽ được chiêm ngưỡng một số cái tác phẩm bonsai nhỏ xinh và thưởng thức những ly cà phê thơm nồng trong không gian thật là tuyệt vời như thế này. Và đến đây tôi xin phép tạm dừng lại video này ở đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị anh chị các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở chương trình lần sau.